Bộ phim Hôn Nhân Viên Mãn. Hả? Chồng ơi. Vậy rồi sao? Nè, cho anh xem. Tên 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 tên. Cái gì mà đẹp vậy? Có lấp lánh không? Cái này là cái gì đây? Dạ là kim cương. Ơ trời ơi, đây là thật hay là giả vậy? Đương nhiên là thật rồi. Cũng đúng hả? Gần đây thị trường nhà đất không được tốt lắm. Đầu tư vào trang sức đá quý cũng là một lựa chọn tốt. Mẹ đúng là có đầu óc đầu tư. Sáng quá. Đẹp thiệt nha. Chắc là mắc lắm hả con? Đương nhiên là mắc tiền rồi, hàng thật mà. Nếu mình tặng sợi dây chuyền này cho Lê Mỹ Cầm, chắc bà ấy sẽ không nhắc tới chuyện tiền lương nữa. Mẹ à, mẹ có thích không? Nếu như mẹ thấy thích thì cứ cầm lấy đi. Trời ơi, đúng là giàu có. Ai tặng vậy? Một người đàn ông. Họ Mã phải không? Hả? Sao mẹ biết được? Dương Khả Khả, sao cô có thể làm như vậy chứ? Tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy. Tiểu Tuấn nhà tôi cưới cô. À không, cô cưới Tiểu Tuấn nhà tôi, cô đã được lợi lắm rồi. Nào ngờ cô lại làm những cái chuyện như vậy. Cô để cho thằng bé. Tôi nói cô biết nha, cái đồ chơi này cô lấy từ đâu thì trả lại đó. Nếu không tôi cho cô nghỉ luôn. Không, sao mẹ lại nổi giận rồi chứ? Vợ con có làm cái gì đâu. Vợ con làm sao hả? Làm sao? Con nhìn đi, con nhìn đi. Vợ à, đây là ai viết cho vợ vậy? Bạn trai của Quả Quả. Cô ấy gửi cho em và Tôn Tiến mỗi người một cái để cho bọn em ghen chơi. Vậy còn sợi dây chuyền cũng là bạn trai cô ấy tặng. Con và Tôn Tiến mỗi người một sợi. Mẹ đã thấy chưa? Mẹ xem chưa gì mà mẹ đã nổi giận ầm ầm lên rồi. Dạ đúng rồi. Không, nhưng mà cái này con. Nè nè, con xem đi. Mẹ thấy nó viết như vậy nè, nên mới nghi ngờ. Xong lại có sợi dây chuyền này nữa, cho nên mới sâu chuỗi lại với nhau. Làm sao người ta không nghĩ bậy cho được chứ. Nói có mấy câu cũng giận. Không phải, vợ con vừa rồi có nói, nếu như mẹ thích thì tặng luôn cho mẹ mà. Mẹ cứ cầm lấy đi, như vậy mẹ có thể ít nói lại được không? Em vừa mới lấy lại xong. Hai đứa đừng có quên đưa tiền lương cho mẹ đó. Vẫn còn phải đưa. Bộ phim Hôn Nhân Viên Mãn.